Cổ phiếu Nvidia phiên ngày thứ 5 tiếp tục giảm khoảng 6%, một ngày sau khi công ty công bố báo cáo kinh doanh quý 2. Giám đốc điều hành của Nvidia, ông Jensen Huang đã lên tiếng trấn an những lo ngại về nguồn cung con chip thế hệ mới Blackwell của công ty, khẳng định rằng nguồn cung sẽ dồi dào sau khi hoạt động sản xuất được mở rộng. Trả lời phỏng vấn trên Bloomberg Television, ông Huang cho biết Nvidia sẽ đa dạng nguồn cung và có khả năng tăng sản lượng trong thời gian tới. Các mẫu chip này đã được gửi đi khắp nơi trên thế giới và công ty đã bắt đầu sản xuất hàng loạt. Trước đó, Nvidia đã tiết lộ rằng họ phải cải tổ lại một phần quy trình sản xuất. Dù có sự thay đổi này, công ty vẫn kỳ vọng thu về hàng tỷ đô từ chip Blackwell trong quý 4 năm tài chính 2024. Tại châu Âu, giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát tháng 8 của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, dự kiến sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Chỉ một ngày trước khi dữ liệu lạm phát của Eurozone được công bố, các nền kinh tế lớn trong khu vực đã phát đi những tín hiệu tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Đức trong tháng 8 chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với tháng 7 và là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Chỉ số CPI tại Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức tăng thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Các dữ liệu lạm phát thấp hơn nhiều so với dự kiến tại các nền kinh tế lớn như Đức và Tây Ban Nha đang khiến thị trường kỳ vọng rằng lạm phát tại Eurozone trong tháng 8 cũng sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu 2% sau khi bất ngờ nóng lên trong tháng 7. ECB đang tìm kiếm những dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt để có thể nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa. Mức tăng lạm phát toàn phần có thể giảm từ 2,6% trong tháng 7 xuống 2,2% trong tháng 8, gần với mức mục tiêu 2% của ECB. Lạm phát lõi có thể ghi nhận mức giảm khiêm tốn hơn từ 2,9% xuống 2,8% khi lạm phát dịch vụ nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá nhiều. Giá xăng đang giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, qua đó giúp giảm bớt áp lực lạm phát toàn phần. Nhưng áp lực lạm phát lõi có thể vẫn đáng kể, bởi lạm phát giá dịch vụ đã khá ổn định ở mức khoảng 4% trong suốt một năm qua. Đó là vấn đề mà ECB hết sức lưu ý. Theo Oxford Economics và Nomura, nếu lạm phát tại Eurozone có thể đạt mức giảm nhiều hơn dự kiến, giống như các dữ liệu ở Đức và Tây Ban Nha, trong khi tăng trưởng tiền lương đang có dấu hiệu chậm lại trong thời gian gần đây, triển vọng ECB cắt giảm lãi suất trong tháng 9 sẽ là khá rõ ràng. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm của mình về việc sẽ có thêm ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất ở mức 0,25% trong năm nay. Một đợt sẽ diễn ra vào tháng 9 và một đợt khác vào tháng 12. Dĩ nhiên vẫn có thể xảy ra những thay đổi và ECB sẽ tiếp tục theo dõi một cách chặt chẽ các dữ liệu kinh tế trong từng tháng. Kỳ vọng về việc ECB cắt giảm lãi suất trong tháng 9 đã tác động tích cực đến thị trường chứng khoán châu Âu. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 5, hầu hết các chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm, đẩy chỉ số Stoxx 600 của châu Âu tăng 0,74%. Trên thị trường tiền tệ, đồng euro giảm so với cả đồng đô la Mỹ và bảng Anh. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế cho biết là đang nghiên cứu xây dựng cổng thông tin điện tử nhằm tạo thuận tiện cho cá nhân kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế. Theo đại diện Tổng cục Thuế, do chính sách hiện hành chưa có tính đặc thù đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nên việc áp dụng chung cách thức quản lý như đối với hoạt động kinh doanh truyền thống dẫn đến có nhiều bất cập, vướng mắc khi triển khai thực hiện. Thời gian vừa qua, thì Tổng cục Thuế đã thực hiện quản lý và giám sát theo hai sắc thuế. Với cá nhân, nếu phát sinh doanh thu và thu nhập thì chịu thuế đối với thu nhập, được điều chỉnh bởi luật thuế thu nhập cá nhân. Nếu là hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử hay livestream có phát sinh doanh thu thì quản lý và thu thuế theo quy định liên quan đến quản lý hộ kinh doanh theo hình thức khoán hoặc kê khai về thuế. Ba bộ luật liên quan đến thị trường bất động sản như là luật đất đai 2024, luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản 2023 được ban hành, đang có những tác động rõ nét hơn đến với các doanh nghiệp, khi mà các cơ quan quản lý nhà nước đang rất nỗ lực đưa ra nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn để giải bài toán pháp lý, thì nhiều doanh nghiệp kỳ vọng thị trường sắp tới sẽ sớm ghi nhận giao dịch tích cực trở lại. Vâng, nếu ví thị trường bất động sản giống như một công trình dự án đang được xây dựng như thế này, thì việc ba luật liên quan có hiệu lực từ đầu tháng 8 này giống như đã xây dựng nên một nền móng vững chắc cho thị trường. Câu chuyện của các doanh nghiệp hiện nay là làm sao tiếp tục xây dựng các trụ cột để phát triển dự án, mà ở đó phải tập trung vào hai trụ cột quan trọng nhất hiện nay, đó là tài chính và pháp lý. Công trường dự án thi công rầm rộ. Đây là một trong những biểu hiện cho thấy thị trường đang có những dấu hiệu tích cực trở lại.
đại diện dự án này cho biết, với các quy định mới chặt chẽ hơn về đặt cọc, hợp đồng, cùng với tâm lý người mua nhà kỹ tính hơn, thì chỉ có những dự án có pháp lý sạch, cam kết tiến độ và giá bán phù hợp mới có thể ghi nhận được kết quả kinh doanh tích cực. Với những cái quy định mới thì hiện tại là chúng tôi đang chuẩn bị về nguồn vốn, về tài chính để mà xây dựng cái dự án để cho đúng cái cam kết. Và pháp lý thì chúng tôi cũng theo quy định của nhà nước thì chúng tôi cũng hoàn thiện cái bộ pháp lý chỉnh chu nhất để mà kịp cho khách hàng ký hợp đồng. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang có nhu cầu tìm kiếm quỹ đất thì luật mới đang cho nhiều cơ hội hơn. Ví dụ như vấn đề liên quan đến giá đất, chi phí đầu vào được rõ ràng hơn là điều kiện giúp họ đẩy nhanh các thương vụ M&A, tiết kiệm thời gian, đồng nghĩa tiết kiệm chi phí. Chúng tôi đã có những cái bước chuẩn bị từ cái giai đoạn là khi mà nhà nước dự thảo thì các cái cố vấn luật của chúng tôi đã có những cái phân tích, đánh giá và những cái dự án mà chưa được xác định cái bộ tài chính thì ngày hôm nay nó sẽ được xác định rõ ràng hơn. Thì chúng tôi cho rằng cái hoạt động M&A của chúng tôi nó sẽ có những cái diễn biến tích cực. Ngoài ra, đối với các nhóm doanh nghiệp vẫn đang ứng phó với các vấn đề cũ tồn đọng như là trái phiếu, pháp lý, tài chính thì đang chuyển mình, tái cơ cấu, định hình lại chiến lược mới trong bối cảnh mới. Thì họ cũng đang kỳ vọng cái luật mới, nó sẽ tạo ra được một cái bức tranh, một cái dự báo thị trường tốt hơn. Nhìn chung thì luật đã định hình một cái không gian, một cái hành lang, một cái nguyên tắc về quản lý, hệ thống luật pháp nó quản lý về sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, đó là tính chất mục tiêu của nó. Các chuyên gia cho rằng bên cạnh nền móng pháp lý, sự phục hồi niềm tin giao dịch của thị trường cần sự chung tay của các bên. Doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược cụ thể hơn như việc điều chỉnh về giá bán. Ngoài ra, lãi suất và chính sách cho vay thông thoáng hơn cũng là yếu tố rất quan trọng. Thưa quý vị, theo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua cảng dự kiến tăng 11% so với ngày thường. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 338.000 lượt khách với hơn 2.100 lượt chuyến bay sẽ qua đây. Từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, sân bay Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh. Còn tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách đi và đến cảng trong dịp lễ Quốc khánh dự kiến trung bình khoảng 120.000 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 8% so với hiện tại. Trong đó dự kiến ngày 30 tháng 8 có sản lượng đi cao nhất và ngày 3 tháng 9 có sản lượng đến cao nhất với tần suất bay dự kiến khoảng 730 chuyến mỗi ngày. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây thì doanh nghiệp bán lẻ du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở thêm nhiều điểm bán, tăng dịch vụ mới ra thị trường. Cùng với đó, thị trường thành phố cũng bùng nổ hoạt động ưu đãi dành cho người dân mua sắm và du lịch trong dịp lễ này. Các nhà bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dịp này đều đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi như là combo siêu hời, giảm kịch sàn, mua là tặng, siêu giảm đồng giá. Người tiêu dùng và du khách sẽ có cơ hội mua sắm những sản phẩm chất lượng với giá cả phù hợp. Còn ghi nhận ở ngành du lịch thì hầu hết các doanh nghiệp du lịch lữ hành, cơ sở lưu trú đều chuẩn bị sẵn sàng cũng như giới thiệu phong phú chương trình ưu đãi ra thị trường. Dịp lễ này được đánh giá là cơ hội kích cầu du lịch đối với những sản phẩm phục vụ phân khúc khách nhóm là gia đình đưa trẻ đi chơi, sinh viên, học sinh du lịch trước khi bắt đầu năm học mới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về hình ảnh này trong mục tăng trưởng xanh sáng ngày hôm nay. Vâng, một chiếc đèn giao thông ạ. Không ai lạ gì với hình ảnh này và tất cả mọi người khi tham gia lưu thông trên đường đều biết sẽ phải làm gì khi gặp nó. Nhưng mà đèn giao thông thì liên quan gì đến câu chuyện Net Zero ạ? Vâng, nếu trong sự phát triển của ngành giao thông vận tải, tồn tại hệ thống đèn giao thông, thì cũng trong việc quản lý sự phát thải carbon của ngành này cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc dừng đi theo ba màu xanh, đỏ và vàng. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị sẽ xem lại một đoạn trích ngắn trong chương trình Net Zero Dear Future gửi tương lai vừa phát sóng. Và biên tập viên Hữu Chí và Như Anh sẽ có những trao đổi chi tiết hơn. Khói, bụi, phát thải. Bài toán lớn của giao thông đô thị. Làm sao để giảm dấu chân carbon? Phải đạp phanh nếu như mà nhìn thấy ăn đèn đỏ. Sự phát triển và kiểm soát phát thải trong lĩnh vực giao thông cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc dừng hay đi. Xanh đỏ vàng. Với màu xanh thì có nghĩa là cái mức độ phát thải của doanh nghiệp ở trong ngành nó đã hiệu quả rồi. Còn với màu đỏ là doanh nghiệp đang phát thải quá nhiều, cần dừng lại. Còn với màu vàng là cảnh báo là nó sắp chuyển màu rồi,
doanh nghiệp cần xem lại hoạt động của mình. Vâng, tôi rất là đồng ý với anh Hữu Chí, một cái phép so sánh rất là thú vị. Và tôi nghĩ rằng là với cái mục tiêu của Việt Nam đó là đạt phát thải ròng về không vào năm 2050, net zero đúng không ạ? Thì có lẽ là không chỉ ngành giao thông mà rất nhiều các ngành nghề khác cũng sẽ phải cố gắng chuyển mình để làm sao đi được vào làn đèn xanh. Nếu bạn phát thải dưới mức cho phép, bạn được quyền đi tiếp, hay đúng hơn là có thể phát thải thêm. Ngược lại, nếu bạn vượt quá mức quy định, bạn sẽ phải trả tiền cho hành vi vượt đèn đỏ của mình. Chậm lại một chút, coi chừng đèn đỏ, các tổ chức, doanh nghiệp hay các quốc gia giờ phải luôn tìm ra nhiều cách khác nhau để đảm bảo đi theo đúng luật lệ. Điều này thậm chí diễn ra ngay cả ở những nơi vốn là biểu tượng của tự do tốc độ. Đây là biển báo không hạn chế tốc độ trên đường cao tốc, và nó rất phổ biến tại Đức. Đó là cảm giác của tự do. Cho dù bạn lái xe với tốc độ nhanh cỡ nào tại Đức, vẫn sẽ có người lái nhanh hơn bạn. Trước giờ đây là niềm tự hào của nước này vì họ sở hữu một hệ thống đường xá tiêu chuẩn bậc nhất châu Âu. Nhưng giờ, Đức đang tính đến việc phải hạn chế tốc độ, không phải vì an toàn, mà vì yếu tố giảm phát thải. Hiệp hội ô tô lớn nhất Đức ADAC với 21 triệu thành viên cho biết nếu tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 120 km/h, nước này sẽ giảm thiểu 6,7 triệu tấn carbon, tương đương giảm 4,2% lượng khí thải nhà kính so với mức mà nước này đã phát thải vào năm 2018. Việc không giới hạn tốc độ sẽ khiến cho người lái xe có xu hướng nhấn chân ga không đều. Chính điều này khiến cho mức tiêu thụ nhiên liệu trên cả hành trình lại lớn hơn, dẫn đến thải nhiều khí CO2 hơn. Còn ở tốc độ thấp hơn, tức là khoảng từ 120 đến 130 km/h, đây là tốc độ đủ nhanh. Việc chân ga đều sẽ khiến cho xe tiêu thụ ít nhiên liệu hơn do xe và lốp thích nghi với một lực cản không khí nhất định. Nó chẳng có ý nghĩa khi lái xe 200 km/h chỉ để khiến mình vui vẻ hay để thể hiện với người khác. Rõ ràng giá nhiên liệu chưa đủ cao, việc lái xe phải đi chậm lại. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cam kết phải giảm 65% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 1990. Giao thông vốn là ngành chiếm 1/5 lượng phát thải. Do vậy, giới hạn tốc độ trên đường cao tốc được xem là một giải pháp cần được tính tới. Vâng, có thể thấy là giới hạn tốc độ hay là phải dừng đi đúng lúc là những cách thức mà ngành giao thông đang làm để có thể hạn chế được sự phát thải của ngành cũng như là từng bước chuyển dịch xanh. Nhưng liệu rằng việc đặt ra một hệ thống nguyên tắc giúp xanh hóa giao thông vận tải có làm chậm lại cái quá trình này hay không? Hoặc là có làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, người dân hay không? Bởi tôi nghĩ rằng đã là di chuyển hay vận chuyển thì ai cũng muốn nhanh và rẻ cả. Net Zero, Dear Future gửi tương lai số tiếp theo sẽ trả lời cho câu hỏi này. Quý vị có thể đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ Ba ngày 3 tháng 9 trên kênh VTV1. Còn bây giờ chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tháng 9 này, một trong những sự kiện được giới yêu công nghệ trông đợi có thể là đó chính là Apple ra mắt những phiên bản nâng cấp đối với các dòng sản phẩm đình đám như là điện thoại iPhone, đồng hồ hay là tai nghe. Năm nay, với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo thì các dòng sản phẩm của Apple, nhất là điện thoại, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự hứng khởi đối với thị trường. Đây cũng là nội dung được truyền thông Mỹ quan tâm trong tuần vừa qua. Cùng đến với phần điểm báo của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Đến giờ tỏa sáng, lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9. Đây là lời mời từ Apple về sự kiện đã trở thành thường niên cứ mỗi độ thu về. Vẫn với kiểu bí ẩn thì trong thư mời này quả táo không chia sẻ gì thêm ngoài thời gian và với một số khách mời là địa điểm để tổ chức sự kiện. Apple biết là càng giấu thì người ta càng tò mò, càng nhiều đồn đoán và như thế thì sự kiện càng hấp dẫn. Tạp chí Forbes để ý rằng sự kiện năm nay lại diễn ra vào thứ Hai thay vì thứ Ba đầu tháng 9 như mọi năm. Apple chưa bao giờ ra mắt các sản phẩm mới vào thứ Hai. Tạp chí này phỏng đoán rằng có lẽ Apple muốn tránh trùng với cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ dự kiến vào thứ Ba ngày 10 tháng 9. USA Today thì đồn đoán về những sản phẩm mới có thể được Apple trình làng trong sự kiện này. Theo đó thì iPhone 16 có thể sẽ có một số cải tiến về phần cứng như là màn hình lớn hơn và nút cứng riêng dành cho camera, trong khi Apple Watch đời thứ 10 có thể mỏng hơn và màn hình to hơn. Một trong những điều mà tín đồ của quả táo trông đợi vào mùa thu này chính là sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo trong các tính năng của điện thoại iPhone, AI hay là Apple Intelligence liệu có tạo nên sự khác biệt. Theo Wall Street Journal, Apple kỳ vọng là công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ thu hút khách hàng nâng cấp lên iPhone 16.
Tại hội nghị phát triển phần mềm hồi tháng 6, thì Apple cho biết là AI trên các thiết bị Apple có thể gợi ý nội dung thư trả lời, tạo hình ảnh. Người dùng cũng có thể nhắn tin cho Siri để đặt câu hỏi thay vì vẫn phải gọi. Nhưng Bloomberg thì tin rằng là iPhone 16 chỉ giữ đà doanh thu trước khi Apple có những sáng tạo đột phá vào năm sau. Hãng tin này dự kiến vào đầu năm 2025, Apple sẽ công bố bản iPhone SE nâng cấp lần đầu tiên. Còn đến tháng 9, iPhone 17 sẽ có thêm phiên bản thứ tư bên cạnh các bản tiêu chuẩn Pro và Pro Max. Đó có thể là một phiên bản iPhone siêu mỏng cùng họ với iPad Air và MacBook Air. Trước mặt thì tín đồ của quả táo cùng chờ đón xem là Apple sẽ chính thức trình làng những sản phẩm nào vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Sau đó nhiều khả năng là Apple sẽ mở cửa cho đặt mua iPhone từ 13 tháng 9 và những chiếc iPhone 16 đầu tiên có thể đến tay người tiêu dùng vào ngày 20 tháng 9. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ California, Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tài chính kinh doanh sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.